Shop La Mỹ Chim xin gửi lời chào tới toàn thể anh em đam mê săn bẫy trên toàn quốc. Và hôm nay đến với tất cả mọi người thì em có ở đây một cái lô hàng mới về kho, số lượng rất là nhiều để phục vụ các bác trong quá trình chúng ta đi săn bẫy. Thì ở đây cái sản phẩm em muốn đi chi tiết ở trong cái video này đó chính là dòng sản phẩm loa điều khiển từ xa. Dòng này là hàng nội địa của Trung Quốc và do công ty Giang Sông sản xuất. Đối với sản phẩm này nó có tên là dòng VKS998 anh em nhá. Và vẻ bề ngoài của nó có cái viền hộp là màu xanh dương và có những cái chữ hiển thị màu đỏ như thế này và có hình thân loa. Hình thân loa màu dàn di và có một cái điều khiển cái giờ mốt đấy ạ. Nó bắt cạnh như này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vào bên trong của chiếc hộp này. Đó, bên trong đây anh em. Đi kèm sẽ gồm một cái túi đựng loa như thế này anh em nhá. Có màu dàn di như này. Và chiếc túi này cũng có dây đeo ở bên trong cho chúng ta. Có nút chỉnh ngắn dài luôn anh em nhá. Và tiếp theo nữa, đó không thể thiếu được, đó chính là chiếc mic. Chiếc mic này dùng để cho các bác nào mà chúng ta không đi săn bẫy, chúng ta dùng làm nghề nghiệp khác, ví dụ làm giảng viên này, làm quản lý ở những cái cơ quan hoặc là những cái khu công nghiệp, các bác có thể dùng cái này để chúng ta trợ giảng cho cái giọng nói của chúng ta. Đó, cái này là mic nói anh em nhá. Và tiếp theo nữa, đó chính là củ sạc đi kèm với thân loa. Đây, củ sạc đây bác. Sạc này là sạc thân loa anh em nhá. Sạc 10V. Và tiếp theo nữa đó chính là dây đeo hông, đeo loa đấy ạ. Và không thể thiếu được, đó chính là cái giờ mốt này hay còn gọi là cái điều khiển đấy ạ. Và đi kèm với nó sẽ gồm theo một quyển sách hướng dẫn như thế này, có hình thân chiếc loa. Và quan trọng hơn nữa, đó chính là gồm 3 quả pin của chiếc giờ mốt đi kèm đây anh em nhá. Đó, đầy đủ phụ kiện phải không ạ? Đó. Và quan trọng nhất ở đây đó chính là chiếc thân loa em muốn nói ở đây. Đó chính là chiếc thân loa màu dàn di này. Đấy. Đối với thân loa này rất nhỏ gọn. Đây em đọc lên bàn lòng tay cho anh em xem đây. Nó chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay của chúng ta thôi. Bàn tay em, bàn tay phụ nữ nó cũng nhỏ thôi. Đây anh em. Đó, rất là gọn, phù hợp cho các bác đi săn bẫy rất là nhẹ nhàng và nhỏ gọn luôn. Đấy, nhất là các bác mà đi săn thủ, các bác đánh chim sẻ thì quá là ok đối với sản phẩm này. Sản phẩm này làm thiết kế rất là đẹp mắt. Góc cạnh của nó này đều toàn bộ là vát hết chứ không vuông thành sắc cạnh mà nó vát góc như thế này. Rất là gọn gàng anh em nhá. Và đối với sản phẩm này tem của nó là tem bạc và có tên công ty đây và có tên máy đây. Và trước này là dòng này anh em hay còn gọi là dòng hai nút nằm cạnh nhau. Đối với sản phẩm này cũng có Bluetooth cho anh em chơi anh em thấy không? Hàng này là hàng công ty chuẩn, hàng xịn sò luôn các bác nhá. Các ông mua hàng phân biệt rõ hàng chữ nhỏ này này. Hàng này mới là hàng chuẩn này anh em này. Đấy các bác thấy không? Đó, hàng này mới là chuẩn của công ty Gian Song này. Bây giờ em sẽ đi test luôn vào cái sản phẩm này qua một chiếc thẻ nhớ cho các bác thẩm về chất lượng âm thanh. Đây, thẻ nhớ em muốn test ở đây. Đây các bác này. Đó, chúng ta cắm vào thay thẻ như bình thường thôi. Và chúng ta mở lên. Đó, chúng ta vặn lên. Đấy, muốn lên được thì đương nhiên cái dòng này là cái dòng chúng ta mở lên. Mở lên thì nó không bao giờ chạy luôn đâu. Nó luôn luôn ở gọi là cái chức năng Bluetooth có là chức năng tạm dừng ấy. Và cái này tắt đi mở lại thì nó luôn luôn ở chế độ lập lại một bài, rất phù hợp cho chúng ta đi đánh chim sẻ. Bây giờ thì em sẽ đi vào em test luôn cái sản phẩm này. Các bác đợi em chung chút xíu nha. Em lắp cái pin remote này. Đó. Hàng này thì do nhu cầu sử dụng của anh em yêu cầu em. Nói thật em ôm lô về số lượng rất là nhiều. Khách nào muốn lấy xỉ thì các bác cứ alo trực tiếp với số điện thoại em để trên bài viết này các bác nhé. Đấy, các bác bật lên này. Em vặn to lên các bác nhé. Các bác đợi em chút nha, em thay thẻ tiếng chim cho các bác nghe thẩm cho nó dễ. Cái tiếng nhạc này nghe nó không chuẩn mấy anh em ạ. Oh.
sản phẩm này nói chung là các bác nào mà đi đánh sẻ ấy, là dùng cái này rất là hợp lý luôn. Anh em tắt đi này. Đây em thử cái bài này trong cái thẻ kia đó, có mỗi một bài. Đây ví dụ em deck này. Đó, các bác thấy không? Em deck đi, nó đang ở bài này nhá. Em tắt đi này, em bật lại này. Đấy. Các bác thấy không? Nó vẫn luôn ở chế độ lặp lại một bài, rất là hợp lý cho chúng ta đi săn bẫy luôn. Đối với sản phẩm này các bác yên tâm, vừa kết nối Bluetooth này, chúng ta không đi đánh chim, chúng ta có thể giải trí, chúng ta nghe nhạc. Đấy, chúng ta kết nối với điện thoại, chúng ta nghe cải lương, chúng ta nói chung là giải trí sau những ngày lao động mệt mỏi. Đấy, không chỉ những có chức năng là chúng ta đi săn bẫy đâu ạ. Cái chức năng của nó còn kết nối với cả điện thoại, rất là tiện nghi cho quý khách hàng của chúng ta sử dụng đấy ạ. Sản phẩm này dùng để trợ giảng rất chi là ok. Và để khẳng định điều đấy thì bây giờ em Quỳnh sẽ đi test luôn vào cái sản phẩm này cho tất cả quý khách hàng của em nghe. Các bác nhá, cái cổng này, cái cổng chúng ta để cắm cái mic nói đây, chúng ta cắm vào đây này. Đó, chúng ta cắm vào đây các bác nhá. Đấy, xong chúng ta bật loa lên. Alo, alo. Đấy, các bác thấy nó kêu không? Alo, alo. Alo. Alo, alo, alo. Đó, các bác thấy không? Khi mà chúng ta có mic ấy thì các bác nghe thấy em nói chuyện với các bác không ạ? Cái tiếng của nó chuyển ra rất là ok luôn. Đấy, các bác thấy không nhỉ? Đó, tiếng ra rất là ấm luôn các bác ạ. Đó, cái mic này nó rất là hay anh em ạ. Anh em nào mà chúng ta không đi săn bẫy ấy, các bác, thì chúng ta ví dụ làm giảng viên này, làm quản lý ở hội trường lớn này, vân vân, hay là chúng ta làm ở khu công nghiệp, chúng ta cần nói to thì chúng ta có thể sử dụng cái chiếc loa điều khiển từ xa này rất chi là ok. Khi nói vào chiếc mic này chúng ta cảm giác không bị mệt mỏi nữa, cái giọng của chúng ta truyền ra rất là ok các bác nhá. Thì vừa rồi em đã đi vào test cái sản phẩm cho tất cả quý khách hàng nghe rồi, test qua tiếng chim này, tiếng nhạc này, những tiếng bài hát, và test ở trên cái chiếc mic này. Nói chung là chiếc loa này nó gọi là đa chức năng đấy anh em ạ. Anh em có thể tùy vào theo mục đích sử dụng của chúng ta để chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm nào để phù hợp với chúng ta nhất. Đối với sản phẩm này đưa tới tay các bác giá cực kỳ là yêu thương thôi, chỉ có vài trăm nghìn chúng ta đã được một chiếc loa điều khiển ok như thế này rồi phải không ạ? Nói chung là sản phẩm em cảm thấy rất là ok đấy. Bác nào mà cần sản phẩm này có thể qua shop ủng hộ cho em. Và bác nào thấy em lần đầu tiên lướt online mà các bác nhìn thấy em ở trên cái video này, các bác hãy cho em ủng hộ em bằng một chữ đăng ký kênh, hoặc có thể chia sẻ cái bài viết của em lên trang cá nhân của các bác để mọi người hoặc là bạn bè các bác biết tới em, qua shop ủng hộ cho em. Và cảm ơn tất cả mọi người nhé. Và ngoài sản phẩm loa VKS998 này ra thì bên em còn cung cấp đầy đủ các dòng loa điều khiển, ví dụ dòng loa VKS898 này, dòng loa E76 này, dòng loa E898 này, dòng loa Q92 này, vân vân. Tất cả các dòng loa từ đời thấp cho đến đời cao đều có anh em nhé. Bác nào yêu quý em, lần đầu tiên nhìn thấy em, hãy nhớ cho em một chữ và chữ đăng ký kênh nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Và ngay bây giờ thì vừa rồi đã đi giới thiệu chi tiết về sản phẩm. Bác nào cần hãy qua shop ủng hộ em, và em xin kết thúc video ở đây ạ, để đăng tải luôn cho nó nóng các bác ạ. Hẹn các bác ở những video lần tới nhá. Xin chào tất cả mọi người.